Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình quay giới thiệu với các bạn một loại cây. Cây này thì chắc là không nhiều người trồng đâu các bạn ạ. Tùng hoàng kim các bạn nhé. Mình thì mình chả biết nó có phải cây tùng không. Về cái bọn họ lá kim thì mình nói chung là dốt lắm, không có tìm hiểu gì nhiều. Một cây chỉ chơi lá và không có hoa các bạn ơi. Không có hoa đâu nhá. Chỉ ít là mình trồng 3 năm chưa thấy nó có hoa các bạn ạ. Đây là một cây thôi, mình có một hàng cơ. Cây này ở tiện chỗ mình trồng. Đây các bạn này, mình cũng có một hàng vài cây ấy. Đây bạn nhìn thấy không ạ? Cây này là trồng 3 năm hay 4 năm rồi nhỉ, để mình nhớ xem nào. À, chắc cũng khoảng hơn 3 năm đấy các bạn ạ. Và nó to như này này. Đây. Rất là đẹp phải không ạ? Cái này trồng chậu mình thấy cũng dễ trồng nhá. Đẹp. Lá màu vàng. Cái này mình trồng thì chuyên để cắt lá bán thôi. Kết hợp với những loại hoa màu tím ấy thì sử dụng lá này trong những trường hợp mà cúc hoàng anh nó không nở đấy các bạn. Thì loại này có thể cắm kèm hồng này. Nói chung là mình dùng để lấy lá. Cây này dễ trồng và lớn nhanh. So với cái cây lá táo đô la bạc ấy, Silver đô la, thì cái cây này nó dễ trồng và nó lớn nhanh hơn nhiều các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Dấu vết của các lần cắt đây này các bạn này. Đây này. Đây, cắt vào nó ra như thế này đấy. Hôm nào mình lại cắt tiếp các bạn. Thường cái cây này mình sẽ cắt cành khoảng dài khoảng 70 phân. Vừa cắt vừa để cho nó lớn ấy. Đây, vút cao lên. Nói chung là rất là cao và lá vàng, mình thấy là đẹp. Dễ trồng nữa. Cái lá này cắm thì không được bền cho lắm các bạn ạ. Nhưng ở trên cây thì nó rất là bền và đẹp này. Nhìn thấy không, hồi gió lớn quá. Mình chỉ giới thiệu vậy thôi. Cây này hình như cây này mình cũng có biết tên, tên tiếng Anh, tên quốc tế đấy các bạn. Mình sẽ để trên tiêu đề video. Video quay sơ sài lắm. Mình chả biết nói gì cả. Chào các bạn nhé.